Trong gia đình nhà mình có một người đang bị nhiễm khuẩn HP và làm như thế nào để cái con vi khuẩn HP này nó không lây lan từ người này sang người kia và cái cách phòng tránh cho cả gia đình mình ạ. Thì Thư sẽ có một cái cách để hướng dẫn mọi người như thế này. Thời gian gần đây thì Thư gặp rất là nhiều anh chị bị dương tính vi khuẩn HP và cũng có gia đình là lây từ người này sang người khác. Một gia đình có 5 người thì lây sang 4 người rồi, còn một người thôi. Và khi mà cái con vi khuẩn HP này nó cư trú ở trong cái thành dạ dày của mình rồi ạ, thì anh chị phải mất rất là nhiều thời gian để anh chị điều trị nó. Và cái điều đầu tiên mọi người là gì? Hãy lưu lại cái video này, lắng nghe em chia sẻ cho mọi người. Và nhớ đặc biệt là cái bước cuối cùng, một cái thói quen ăn uống, sinh hoạt thường xuyên hàng ngày mà chúng ta hay bị mắc phải đầu tiên, đó là cái dụng cụ ăn uống trong gia đình nhà mình. Thìa, cốc uống nước, bát, đồ vệ sinh cá nhân, bàn chải đánh răng, khăn rửa mặt thường xuyên là chúng ta không dùng chung anh chị ạ. Chúng ta là phải luôn luôn vệ sinh cái môi trường ở chỗ ở của chúng ta, giữ luôn luôn sạch sẽ. Và tiếp theo là những cái dụng cụ ở trong bếp ăn của chúng ta, cái gian bếp của chúng ta phải được sạch sẽ, phải rửa tay trước khi chúng ta ăn những cái loại hoa quả. Tiếp theo là mình đừng có nói chuyện mà bắn cái nước bọt đối với những cái người đối diện anh chị ạ. Hoặc là gì, cái cuối cùng ở đây là mọi người hay có thói quen rất là hay thơm trẻ con đúng không? Hoặc là thơm người già, thơm vợ, thơm chồng. Đặc biệt là chúng ta không được thơm hôn và nhất là trẻ con anh chị ạ. Bởi vì nếu như chúng ta làm những cái hành động như vậy thì nó sẽ lập tức lây sang cái con vi khuẩn HP, nó lây sang những người nhà mình mà rất là dễ nhiễm khuẩn HP. Và mọi người lưu ý, nếu như trong gia đình nhà mình có ai đang bị dương tính vi khuẩn HP, chúng ta nên đi thăm khám ngay anh chị ạ. Còn nếu như anh chị đã đi thăm khám về rồi, mình đang bị dương tính vi khuẩn HP rồi, sử dụng bằng kháng sinh rồi nhưng mà không tiêu diệt được nó, thì anh chị tham khảo cái gói thảo mộc này ạ. Trong giỏ hàng nhà em có thảo mộc về dạ dày, chuyên về dạ dày, trào ngược, viêm loét hay là cả dương tính với vi khuẩn HP thì anh chị đều có thể sử dụng được nó ạ.